Ủa hồi xưa ba mẹ kể với em sao? Ba mẹ cũng kể là đẻ ra mà không có nuôi được, không có sữa cho bú, ba mẹ cho. Nhưng mà ba cho xong rồi ba biết chỗ mà sao sau này ba không có tiền chị. Vậy biết không, bà mẹ khổ lắm, ở đậu suốt tới khi chết luôn, không có nhà ở. Em mới phải đi lên Sài Gòn em làm để kiếm tiền cho Kính thưa quý vị, chúng ta đang nghe cô em gái chia sẻ về quá khứ khó khăn của cha mẹ để trải lòng với người chị đã bị thất lạc cách đây 45 năm. Thưa quý vị, trước màn hình chúng ta, người mặc áo vàng là người chị đã được cha mẹ cho trước đó. Và trong quá trình tìm người thân thì có một người dì tên là dì Phước ở Bình Phước đã lên chương trình tìm người thân cho chị Thanh là người mặc áo vàng. Sau khi chúng vị cập nhật thông tin thì rất là may mắn đã có những nguồn thông tin báo cho chúng vị. Vì vậy hôm nay cô em gái mặc áo bông đang được nghi vấn đây là em gái ruột của chị Thanh và có lên chương trình để báo tin và đối chứng. Giờ đây mời cô chú anh chị chúng ta cùng nghe em Vân chia sẻ về câu chuyện quá khứ mà khiến cha mẹ phải thắt lòng cho con trong giai đoạn khó khăn. Bên cạnh đó, sau khi cho con xong thì người mẹ đã bị trầm cảm và dẫn đến bị tâm thần nên người mẹ đã qua đời. Một câu chuyện thật là bi thương và rất là đáng tội nghiệp. Giờ đây mời cô chú anh chị chúng ta cùng nghe em Vân chia sẻ lại câu chuyện và đối chứng xem đây có thật sự là hai chị em hay không. Mời cô chú anh chị chúng ta cùng theo dõi chương trình. Vậy trước đây thì gia đình em ở trên Bình Phước là em biết đúng không? Dạ không, lúc đó em chưa sanh, em sanh năm 83. À em sinh năm 83. Có anh chị em, chị gái em sanh rồi. Lúc đó ba mẹ em ở ngoài Huế. Thì bà nội đuổi đi, nói vô Nam, đâu có cơm ăn đâu. Rồi đi, rồi nghe nói ông bà nội bán nhà ngoài Huế vô với mấy bác nữa. Rồi ba mẹ em mới đi tìm, cứ đi lặn lội đi tìm hoài vậy đó. Rồi mới có bầu rồi mới sanh, mà đâu có cơm ăn đâu mà cho chị bú. Có nhà ở không có cơm ăn nên ba em sợ chị chết, rồi sợ mẹ em cũng chết luôn nên ba em mới nói là để tìm người cho để cho chị cứu sống chị, mà mẹ em cũng không có bị chết nữa. Tội nghiệp, nghe nói lúc đó đó là đói quá nên là ba em phải cho chị, rồi gia đình bên đó là cho đậu, cho bắp à, khổ lắm. Mà em nghe ba em kể là cho tới hai người chị gái luôn mà em không có, tại em đâu có biết đường đâu mà mình đâu có biết sao đâu mà tôi chạy nữa mà em không biết cái đâu nha. Bây giờ người ta cũng đang chờ để anh kết nối cho em nói chuyện với bên kia nha. Vậy bây giờ thì cô cháu cứ trò chuyện với nhau và hỏi thăm coi cái người mặc áo vàng đây có đúng là chị của em hay không ha. Cũng hy vọng đây là chị em của nhau. Dạ. Chị em gặp nhau. Hỏi nha. Ba má con mất hồi nãy cô có nghe nói thì cô cũng chia buồn với con, với chị con. Rất tiếc. Phải còn được một người cũng được. Rồi con còn người bác phải không? Dạ con còn bác dâu thứ hai ở dưới An Giang, còn bác ba con, dạ bác ruột bên bác dâu, bác trai con mất rồi, mất cũng hai. Bác ruột còn Minh Mẫn không? Dạ còn bác, con còn bác ruột bác năm ở Bình Dương ạ, ngay gần chợ Tân Uyên ạ. Vậy là cô á ở Bình Dương nè. Dạ. Cô ở cô xuống Bình Dương gần Tân Uyên gần lắm. Dạ. Năm nào con cũng xuống cái dỗ bác gái. À, bây giờ á con còn cái hình căn cước của bố, của ba con, của má con. Để con hỏi cái chứng minh nhân dân á. Dạ con để con hỏi anh hai con xuống quê ạ. Tại ba con hỏi toàn á, cái con mới chụp hình qua Zalo.
con gửi cây cho cô. Cô á, là không phải nuôi bé này. Dạ. Chị cô là hồi đó cô kể con nghe là ba má con cái năm đó là khổ đi kinh tế mới. Dạ. Rồi má con sanh chị con ra thì không biết là má con mấy người con không biết. Nhưng mà dạ, ba con á, ẩm con bé này đi cho, mà đi cho từ sáng đến chiều. Mà hồi xưa đó, tụi cô cũng không có xe đạp. Nói chung là cả cái làng của mình, cái dân mình khổ, chứ không phải một mình ba má có khổ. Yeah. Đi cho thì không ai xin hết, đi từ sáng đến chiều. Thì lúc đó bé này nó đói quá, cái ba con mới ghé vô. Chị cô thì đang sanh cái thằng 579. Có thể là bé này nó lớn hơn cái thằng đó 1 tháng, 2 tháng gì đó. Thằng cháu cô là nó đẻ ngay mùng 1, 30, mùng 1 Tết. Dạ. Bé này lại nó cũng 2 tháng, 2 tháng mấy rồi. Dạ. Cô, chị cô mới nói là không dám nhận nuôi. Dạ. Thì cái ba con mới lấy một cái giấy chứng sanh ra. Dạ. Ba con đó là chứng minh là con của ổng, con của bà đẻ. Dạ. Nhưng mà không, chưa có làm cái sanh. Dạ. Thì ông Trần Văn Đủ. Dạ. Phải ba con Trần Văn Đủ không? Ông mẹ ba con Nguyễn Thị Gái. Là ba mẹ con cũng có kể. Rồi xong thì chị của cô nuôi. Dạ. Cô là em gái của chị cô, mẹ nuôi nó là chị cô. Dạ. Thì cũng 7-8 người con ơi cũng nghèo lắm, cũng khổ lắm. Dạ. Rồi ba con á, ông cũng hỏi ông xin tiền để ông đi xe nhưng mà cũng không có xe. Dạ. Mà khổ lắm. Cái chị cô mới cho một bao lúa vô xúc nhà làm ruộng, rồi nó làm tỉa lúa làm rẫy chứ không phải ruộng. Dạ. Thì ba con cũng có lấy một bao lúa nhưng mà đi ra một khúc đường nắng quá bệnh mà đâu có giác được, là cũng cho ai á. Nhưng mà chị con cái số khổ lắm. Dạ. Cha mẹ nó cũng chết luôn, cha mẹ nuôi nó đó là. Dạ. Chị của cô á, với. Dạ. Anh rể cô cũng chết. Dạ. Em nhắc bây giờ 7-8 chị em không có cha mẹ. Dạ. Còn cô á thì cũng nghèo lắm, cô hồi đó còn nghèo hơn ba má nó. Ba. Dạ. Má nó còn có một cái chiếc xe đạp mà đi, còn cô không có luôn, nghèo lắm. Dạ. Bây giờ cô cũng đỡ một chút thì ba má nó chết hết. Cô á thương nó là do hồi đó là cô nghĩ là thế nào ba con cho thì ba con sẽ quay lại kiếm. Tại vì. Dạ. Ba con cho cái giấy chứng sanh ba con còn dặn mà. Dạ. Đó thì khi á, nếu mà má nó chết nay cũng chết năm 2018, 2008, 2008. Ba mẹ con mất 2010. Dạ. Còn má nó chết 2008. Thì. Dạ. Giấy chứng sanh đó là bả cất. Nó đã. Dạ. Cất lại mất rồi. Cho nên. Dạ. Cô không biết được là ba con với má con sanh năm mấy. Chỉ biết. Dạ. Là ông Trần Văn Đủ với bà Nguyễn Thị Gái thôi. Dạ. Thì tụi nó cũng khổ nghèo lắm. Nói chung. Dạ. Là cha mẹ nuôi á, con này cha mẹ ruột không còn. Cha. Dạ. Mẹ nuôi chết luôn. Mồ côi. Dạ. Hai lần. Dạ. Nhưng mà thời gian đó cô hy vọng là ba con sẽ quay lại cho. Dạ. Ba cũng biết chỗ cho thì ba con sẽ quay lại thôi. Nhưng mà chờ mãi. Dạ. Thì cái chưa hề có cuộc chia ly cũng tìm mà tìm cũng được. Dạ. Thì mới đến cái Tuấn Vĩ. Đó. Dạ. Cô tìm thì trong đó một ngày trước ngày sau là gặp được một cái ông cũng Trần Văn Đỗ Nguyễn Thị Gái luôn, nhưng mà. Dạ. Không phải, tại vì cái ông này á, là ông nói tiếng miền Nam. Dạ. Còn cái ông ba con là nói tiếng người Trung. Dạ. Nói cô nói rõ vậy đó, cho nên. Dạ. Giờ cô muốn gặp bác con vẫn nói tiếng hỏi cho kỹ hơn, bác con vẫn nói tiếng Huế, bác dâu nói bác dâu người Nam hay người Trung. Dạ, bác dâu con là người Tân Uyên, nhưng mà bác dâu con mất rồi, con còn bác ruột bác trai ở Bình Dương ạ. À. Cũng còn nói tiếng còn Huế. Bác trai hả? Dạ, còn bác ruột trai con còn. Dạ, nhà con. Bình Dương. Dạ, có thể là ngày mai cô sẽ liên lạc cô đến. Dạ. Còn Minh Mẫn không? Dạ, Minh Mẫn. Mà đối diện công ty Ba Ye á cô biết công ty Ba Ye không? Là nhà bác con đối cô diện biết ông mà. Dạ, cô ông Năm lên Google là cô đi được hết á. Dạ, ông Năm Tú đối diện công ty Ba Ye. Nhưng mà bác ruột con nay nhiêu tuổi rồi? Bác con nay cũng 70 rồi ạ. À. Ừ. Bác dâu thì mất, còn bác trai phải không? Dạ. Rồi, ông bác nó có anh có sanh con được mấy người con? Chào gì? Dạ con chào gì nữa? Con hả? Dạ con chào nhỏ của con ạ. À. Dạ nay nó 6 tuổi. Con được mấy đứa rồi? Dạ con có 2 đứa con trai.
đứa lớn của con 17 tuổi còn trong nhà mẹ nói chuyện nha. Ông bác con á là bà bác dâu mất lâu chưa? Dạ mất cũng được 3-4 năm rồi đó bác ạ. Dạ cũng độ có độ mùa dịch á. Cô dạ. Cũng vậy. À, chồng cô mất rồi. Dạ. Mất cô mất 2021. Còn mẹ con này với ba con này là mất mẹ nó mất 2008 còn ba nó mất sớm hơn nữa. Dạ. Nói chung tụi nó là cô su. Dạ. Nó có chồng có ba đứa con rồi. Nó làm dạ. Cô su mà bây giờ con biết cô su bây giờ cũng làm ăn á không được. Cô su nó quá rẻ đi. Lương dạ. Công nhân ít. Dạ. À, thì cô cũng có mua được nhà cho chị con. Dạ, con cảm ơn cô. Tại vì con cháu ruột của cô á là nó 7-8 đứa lận nhưng mà cô không giúp được. Mà cô giúp cho nó con này là vì nó đã một cô tới 2 lần. Một dạ. Cô cha mẹ ruột rồi một cô là anh chị cô nữa. Dạ. Bây giờ cuộc sống nó thì nói chung là cũng đủ ăn thôi. Dạ. Chứ cũng không có dư giả gì. Con cũng cô thì năm nay cũng 69 tuổi rồi. Dạ. Thì cô cũng muốn tìm cho chị con á. À, vì cô gì cũng được giờ cứ tạm thời đi. Tạm thời kêu cô hay gì là cứ ba má con cho nó. Nếu mà ba má con còn á thì nó cũng còn được. Anh chị em của con cũng còn nhập rồi. Dạ. Máu của con cũng còn ruột thịt của con để cho nó còn có em. Em xin trình bày cô. Dạ. Ba mẹ con là giờ con nói phần con á, con kể cho cô nghe đi. Con kể cô nghe, ba mẹ con thường hay kể, ba mẹ con vẫn đau đáu trong lòng hoài cái chuyện mà cho chị đó. Ba mẹ con hồi xưa là bị ông bà nội đuổi đi, lúc đó đẻ anh hai con, anh ba con và chị tư con. Rồi cái dắt díu nhau đi vô Nam. Đi lang thang vậy đó, không có cơm ăn mà cũng có nhà ở nữa. Rồi bắt ba con thì vô ở Long Khánh á. Còn bắt cha con thì ở Bình Dương, bắt năm con á. Xong cái ba con cứ đi tìm ông nội thì ở với bắt ba, còn bà nội thì ở với bắt hai ở An Giang. Ba mẹ con cứ đi tìm hoài à, đi tìm cái Long Khánh tìm mà không có ra, cứ đi lang thang đó, rồi mới đẻ. Mẹ con cũng nói là có đẻ chị gái gì đó, rồi không có cơm ăn, rồi không có mẹ, không có sữa cho chị bú. Rồi có cái người đó mới sanh nên ba cho để mà cứu sống chị con, rồi mẹ con cũng không phải chết. Nói con có nghe ba mẹ con hay kể lại. Nhưng mà cái ba mẹ con buồn lắm. Mẹ con bị tâm thần mấy chục năm nay, cứ ca hát hoài đó, không có được bình tĩnh như người ta. Rồi ba con mới khuyên là thôi giờ nó mượn cái chỗ của mình nó chui ra thôi, mình không có duyên để nuôi nó. Thì cái số nó vậy thôi, bà đừng có buồn. Ba con cũng vẫn hay nói với mẹ con vậy. Mà mẹ con thì bị tâm thần. Cô á, đúng ra đó là tiền lâu rồi nhưng mà lúc trước á thì cứ nghĩ là ba con sẽ quay về kiếm chị con hoặc là cô cứ nghĩ cám gì đấy nhưng mà cứ chờ đợi mãi không được rồi tới mẹ ruột chị cô á mẹ nuôi nó chết nữa cho nên là tìm cô rất tiếc là tìm muộn quá chứ không phải tìm sớm chút nữa thì tụi con còn cha còn mẹ để nó còn cha còn mẹ đủ. Dạ. Thôi giờ gặp được vậy á, có gì con có số điện thoại á, con nói tướng Vĩ cho chị con. Dạ. Rồi chị em nói chuyện với nhau thì có thể là cô sẽ đến tìm bác con. Tại vì Tân Nguyên với cô không có xa. Dạ, cô Năm Tú cũng biết hết đó cô ạ. Dạ, ông Năm Tú. Bình Dương nha con, gần lắm, không xa. Có gì có thể là liên lạc với nhau đi rồi. Hội Nghĩa đó, dạ gần Hội Nghĩa đó. Chỗ Tân Nguyên á. Dạ, rồi mai mốt chị em tụi bay gặp nhau rồi sợ thành phố Hồ Chí Minh thì cũng gần. Rồi mai mốt dạ. Mai mốt quá có nếu mà muốn chắc ăn nữa đó thì con với chị con nhờ tướng Vĩ á dạ. Thử ADN dạ. Nó chắc ăn à. Rồi từ từ rồi mình kết nối mình gặp nhau rồi. Còn hiện giờ thì cô thấy là Tân Nguyên với nhà cô nó cũng gần chứ không xa dạ. Đi chừng hơn tiếng hồ tới à đi xe. Yeah. Rồi hai chị em nói chuyện đi. Nó có biết gì đâu, nói tặng quà rồi hỏi thăm coi mấy anh em. Ủa hồi xưa ba mẹ kể với em sao? Ba mẹ cũng kể là đẻ ra mà không có nuôi được, không có sữa cho bú. Ba mẹ cho.
Nhưng mà ba cho xong rồi ba biết chỗ mà sao sao này ba không có tiền chị. Chị biết ông bà mẹ khổ lắm, ở đậu suốt đi thì chết luôn, không có nhà. Em mới phải đi lên Sài Gòn em làm, đi kiếm tiền cho em. Bên ngoại bên nội ở đâu? Vậy bên ngoại bên nội mình bây giờ ở đâu vậy? Gốc ngoài Huế hết chị. Ngoài cũng ngoài Huế hồi xưa, ông ngoại mất thì ba mẹ có đưa em về một lần, lúc đó em còn nhỏ xíu à. Em không nhớ. Mà cách đây 11 năm thì ba mẹ có về Huế thăm một lần. Về Huế thăm quê hương lần lại vô Nam đã chết luôn đó. Mẹ cái giết cho tao ghi số điện thoại cho xin giờ mình còn mấy chị em mấy anh em. Anh ba thì chết 29 năm rồi. Còn chị Tư thì ở An Giang, anh hai có bữa An Giang. Em thì em lấy chồng ở Sài Gòn. Ba mẹ đâu có nhà ở đâu, cứ đi lang thang đi kiếm ông bà nội, đi kiếm bác hai bác ba, cứ đi hoài vậy đó. Ông ở nhà ở, cứ đi ở đầu đất người ta tới đó. Tới khi em lớn lắm, vẫn còn ở đầu 16 tuổi rồi. Tôi vẫn còn ở đầu đất người ta hoài. Em thấy buồn quá, em mới xin ba mẹ lên thành phố, nhà cô Tư ở thành phố. Cô Tư cũng, nhà cô Tư đi Mỹ rồi. Em mới lên thành phố, em đi làm mai, xí nghiệp mai. Làm không có dư, mỗi tháng chỉ gửi cho ba mẹ 500 triệu thôi. Rồi xong rồi bác nằm ở Bình Dương mới kêu thôi mày lên đây đi. Có công ty mày làm, mày ở nhà bác thì có dư hơn. Thì xong em làm Sài Gòn được mấy năm, em mới lên Bình Dương em làm. Làm ở nhà bắt nằm ở Bình Dương á, em làm được mấy năm đó thì em mới lấy chồng. Quên á, ba con được mấy anh em? Bắt Trần Kiệm, Trần Kiệm rồi Búc, cô Tư rồi tên Búc, rồi tới bác Tú là thứ năm, rồi tới ba con. Ở bên cô ngoài, mẹ đâu mấy chị em? Mẹ con thì có ba chị em ruột, là cô Yến, dì Yến với cậu Tội, thì cậu Tội đi lính chết rồi, vẫn còn dì Yến ngoài Huế. Còn bà ngoại sao thì cũng còn đông lắm, bà ngoại sao thì xanh đông, mà con không nhớ hết, nhiều quá con chỉ ra có được. Vậy đi, rồi mình từ từ rồi mình kiếm dòng họ. Nha. Rồi giờ con không muốn chắc là con gặp Tính Dĩ, Yên Thủy là 2-3 triệu gì đó. Rồi gặp Tính Dĩ đi, giờ để cho cô gặp Tính Dĩ đi. Dạ cô. Bây giờ Tính Dĩ ơi, cô muốn vậy nè. Nó cho nói chung là nó cũng 99% rồi đó. Dạ. Chính xác 99%, nhưng mà cô cũng muốn thử đi cho mình yên tâm. Dạ. Bây giờ chuẩn bị giúp giùm cô là thử ADN. Cái tiền mà thử ADN của con bé này là để cô lo. Dạ. Dạ. Thử ADN xong mà hai đứa nó giống nhau, nó quên nó cái trùng á. Dạ. Nó là chị em nhau á thì cô sẽ gửi 10 triệu đó. Tính bị gửi cho cái anh mà chỉ á, cái anh mà đưa tin á. Dạ. Với cô sẽ biếu Tướng Vĩ 10 triệu nữa là 20. Ôi trời, vậy hả cô? Dạ. Vậy đi, cái tiền thì làm nó cũng khó lắm, nhưng mà cô rất mừng là con bé này nó đã có nguồn cội, nó biết anh em ruột thịt dòng họ nó. Thôi chứ còn bây giờ cô thì già cũng không có làm được gì nữa. Nhưng dạ. Bây giờ thế này cô cho cái con này là cũng là cái từ thiện đó. Dạ, cho con xin nói với cô chút nha. Cho con xin nói với cô chúng ta thế này. Điều quan trọng nhất á là chúng ta làm được một cái việc mà gọi là trong lòng chúng ta thoải mái, đó là kết nối được cho cái người thân của chúng ta để tìm được về cái cội nguồn. Còn về cái việc hậu tạ đó thì cứ từ từ cũng được, khi nào xét nghiệm ADN ra rồi hẳn tính cũng được, cũng không mất đi đâu. Đúng mà rồi. Người ta cũng không có đòi hỏi. Còn về cái việc á, mà cô có thiện chí mà gửi cho chương trình của con 10 triệu á, thì con ghi nhận cái tấm lòng của cô. Còn cái điều kiện thì tùy theo, nếu ví dụ như mà thật sự là cô làm điều đó, cái điều mà cô vui thì con xin nhận để con cũng trang trải vào những cái việc khác cho phục vụ cho cái công tác tìm kiếm. Còn nếu ví dụ như mà cô eo hẹp hoặc này kia là con không có sao hết trơn á, thoải mái. Yeah. Cô tấm lòng cô á, yeah, yeah. Cái thứ nhất là cô muốn tiền cho con bé này nó yeah. Có nguồn cội. Mặc dù là cái buồn nhất là không còn ba má nó, yeah. Nhưng mà nó cũng vẫn còn được anh em dòng máu của nó. Yeah. Cái thứ hai nữa là cô rất quý Tính Vĩ. Cái này là cô gửi thưởng tặng Tính, cảm tạ Tính Vĩ nha. Yeah. Chứ không phải là riêng Tính Vĩ á, yeah. Là cô cảm tạ con 10 triệu, còn 10 triệu. Thì cô sẽ tặng cho cái người mà cô hứa, yeah. Đưa tin. Yeah. Thì xong ADN này giờ cô phải nhờ con á, là làm sao cho con bé này với bé đó nó thử ADN có phải đúng không? Dạ, yeah. Rồi bây giờ đó thì... Rồi đó,
thì dạ, cô sẽ chuyển hai cái phần tiền đó riêng của Tuấn Vĩ, riêng của cái người được tin. Dạ. Dạ cô, rồi con ghi nhận cái việc mà cô vừa chia sẻ, thì con cũng nói lên cái quan điểm như con vừa trao đổi đó. Thì cái việc chúng ta cần làm ở đây là con sẽ gửi cái địa chỉ mà nơi xét nghiệm ADN đó, nơi mà mọi người thường xét nghiệm ADN ở chỗ Mạc Đình Chi ở Sài Gòn đó. Thì hai chị em cứ cắt tóc và móng tay sẽ gửi vào trong cái địa chỉ đó, thì chỉ cần 4 ngày sau là có liền hả? Mình ở đây cũng gần gũi chứ không có gì xa. Dạ, 4 ngày sau là có. Em mới cắt chưa lỗi hết, chưa có móng chân. Dạ, chân móng chân cũng được, móng giò cũng được nữa. Vậy là cô hỏi đi, như con bé này nó tự cắt ở đây, nó gửi đi rồi, con bé em cũng tự cắt. Đúng rồi hơn. Dạ đúng rồi. Dạ, dạ. Thì đó là một cái phương thức. Còn nếu ví dụ, đây là con nói ví dụ, chẳng hạn như là hai chị em mà có muốn gặp nhau để chị em biết nhau rồi đi thử máu cũng được nữa. Đi thử máu vào một cái bệnh viện nào đó. Cái nào nó tiện hơn con? Dạ theo con nghĩ, nếu mà gần gũi đó, ở gần nhau đó, thì có thể chị em gặp nhau rồi cùng đi xuống bệnh viện thử máu cũng được. Thử máu lấy gen á. Dạ. Vậy dạ. Cô đưa bé này xuống nhà bé này, dạ. Hai chị em cùng đi thử máu nha con. Đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Cái đó nó kết quả trong vòng nửa tiếng hồ, 2 tiếng gì chứ gì. Dạ đúng rồi, xuống Baxter là khoảng chừng đồng một của cô. Dạ, đối diện như đồng một á. Dạ. Dạ, ngay đường mình đi thấy tổ à. Dạ. Dạ. Có thể là cô sẽ đưa bé này xuống, rồi hai chị em nó gặp nhau rồi dẫn nhau mà đi thử. Đúng rồi. Dạ. 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 Rồi nếu mà cô thấy là cô sẽ báo cho Tướng Vĩ. Dạ. Rồi Tướng Vĩ cho cô cái số tài khoản cô. Dạ, dạ vâng. Sẽ chuyển xuống đó. Là con giúp giùm cô là hậu tạ cho cái người kia. Dạ dạ. Còn vâng. Cô hậu tạ cho con. Có nghĩa là cho người đó nha. Dạ, rồi con cảm ơn cô. Thì để rồi, xét nghiệm ADN ra đi đã rồi tính cô ha, cũng không sao. À, việc rồi, đâu rồi. Nó còn có đó mà. Con cảm ơn cô đã có thiện chí. Dạ. Yeah. Nói chung là cô thương nó ngỡ này nè. Dạ. Yeah. Nó một cô hai lần con. Dạ. Yeah. Một cô cha mẹ đẻ rồi, một cô cha mẹ nuôi luôn. Yeah. Nên cô thương lắm. Cô cháu cô không có giúp được mà cô á, có mặt nó cô nói đó, cô sắm nhà cho tụi nó ở đó. Yeah, nó tâm đứa con nào cô cũng đến bệnh viện là cô đưa, cô rước về luôn. Cô thương nó còn hơn mấy đứa cháu cô là gì? Cái số của nó một cô hai lần thôi, bây giờ tìm được về là cô cũng mừng lắm. Nhưng có thể là tôi thấy phần trăm là chắc ăn rồi, 99 rồi đó. Nhưng còn một nữa thì mình cứ làm đi. Dạ nha nghe con bé gì quên rồi, bé Vân. Dạ, tốt nghiệp bé Vân. Dạ. Cô cũng thích, có khi nào có dịp cô xuống nhà Tướng Vĩ nè. Dạ. Cô đi xuống cô biết nhà con với thăm hai vợ chồng con thấy. Dạ. Không có ngày nào mà cô không xem cái máy điện thoại đó. Cô dạ. Thấy nhiều người tìm được người thân nhiều quá mà con phải nói là rất tốt. Có nhiều hoàn cảnh khó khăn con còn giúp nữa mà. Dạ, thì nói chung là mình làm trong cái khả năng. Thì con thấy thật sự là con được cái duyên á, ơn trên cho con được cái công việc này. Nên là con cũng ráng làm tốt để không phụ lòng mọi người. Bởi vì cộng đồng, thật sự là cộng đồng yêu mến con nhiều lắm. Cho nên là cái sự yêu mến đó mình phải làm sao đó, đừng làm phụ lòng mọi người. Nên con cố gắng, con làm hết tất cả những gì con có thể. Nên là con cũng đang cố gắng. Con tính 7 bằng tuổi, ta lớn cô á. À, dạ. Sinh năm 77 không? Dạ, con sinh năm 77. Cô được 3 anh 80, yeah. 82. Dạ. Yeah. Rồi, cô cảm ơn Vĩ nhiều dạ, nha. Dạ, rồi cô. Cô liên lạc dạ. Lại, nhưng mà con dạ. Cho cô cái số tài khoản đi nha. Dạ, được rồi cô. Gửi qua Zalo cho dạ, cô. Dạ, dạ. Rồi, vậy chào gia đình mình. Cảm ơn gia đình mình nhiều. Chúc mừng nha. Chúc mừng, mừng lắm luôn. Mừng lắm, cô mừng lắm. Dạ, thì... Giờ đến 5 giờ mà cô nghĩ dạ. Lâu xa cô trông cho nó tới giờ để cô gặp. Cô biết, cô coi, cô chưa biết, cô đi điện thoại. Rồi. Con dạ rồi vậy mình chào tạm biệt nhau nha, chào Vân nha, chào cô, chào chị. Dạ dạ dạ.